kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Nguyễn Phú Trọng sẽ phải đối xử thế nào với FETA. Bài viết của tác giả Phạm Trí Dũng được đăng trên trang người Việt. FETA là một khái niệm chính trị học mới toanh xuất phát từ dân gian đương đại, hàm ý nhắm đến giới quan chức các ngành, các địa phương và ở các cấp có mối liên hệ tư bản thân hữu với phe đốt lò. Cũng là một khái niệm dân gian dành cho người đốt lò vĩ đại cùng những quan chức cận thần của ông bất chấp chiến dịch tấn công phe củi, thậm chí đã được cả quốc tế biết đến, người ta vẫn tự hỏi liệu Nguyễn Phú Trọng có chống tham nhũng công bằng hoặc phải chống tham nhũng cả phe ta, như người dân mong muốn và đòi hỏi. Hay ông Trọng chỉ chống tham nhũng một bên nhằm thanh trừng nhân sự và thu hồi một phần tài sản tham nhũng nhằm kéo được ngày nào hai ngày nấy chế độ độc đảng của ông ta? Bởi tới nay vẫn có khá nhiều dư luận cho rằng những kẻ đã phải tra tay vào cổng như đại gia Trầm B, cựu ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng, là những người gần gũi với cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Và do đó, ông Trọng chỉ chống tham nhũng thời kỳ trước, tức là thời kỳ Nguyễn Tấn Dũng hay chống tham nhũng một bên. Nhưng lại có quá ít ví dụ để có thể chứng minh cho việc tổng trọng chống tham nhũng cả phe Tham nhũng phe ta cho tới giờ này vẫn còn sờ sờ ra đó, những Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế liên đới trách nhiệm vụ nhập thuốc ung thư giả. Võ Kim Cự, cựu bí thư Hà Tĩnh. Cựu bí thư Hà Tĩnh và Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài môi, liên đới trách nhiệm vụ thảm họa Formosa. Trịnh Văn Chiến, bí thư Thanh Hóa, bị quá nhiều dư luận về tài sản, làm ăn riêng và bồ bịch. Cùng với hàng lô hàng lóc quan chức đầu tỉnh thành, bị dư luận xem là cánh hậu với những quan chức cận thần ở các ban đảng của Nguyễn Phú Trọng. Bất chấp vụ chạm Đinh La Thăng đã phần nào gây được tiếng vang trong công luận, lôi kéo được sự ủng hộ của một số người dân và khiến nhiều người thỏa mãn tâm lý, cuối cùng thì cũng có thằng phải dựa cột. Vẫn còn nhiều dư luận chê trách Nguyễn Phú Trọng về thái độ nể nang và thỏa hiệp của ông ta đối với giới quan chức của phe ta. Một trong những dân chứng mang tính bằng chứng được dư luận trưng ra là vào cuối năm 2017, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Phương đã nói thẳng với báo chí là chống tham nhũng thời kỳ trước, mà được dư luận hiểu là chiến dịch đốt lò của Nguyễn Phú Trọng chỉ nhắm vào thời kỳ Nguyễn Tấn Dũng, mà không phải là thời kỳ này. Thêm một lần nữa, ông Trọng mất điểm trong con mắt đánh giá khách quan và công tâm của người dân. Chống tham nhũng công bằng chỉ sau Tết Nguyên đán năm 2018 mới hé lộ vài dấu hiệu cho thấy Nguyễn Phú Trọng dường như muốn phát đi thông điệp chống tham nhũng công bằng thay cho chống tham nhũng một bên trước đây. Tháng 3 và tháng 4 năm 2018, ông Trọng chỉ đạo vụ bắt thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, cựu cục trưởng Cục phòng chống tội phạm công nghệ cao của Bộ Công an. Trung tướng Phan Văn Vĩnh, cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an và Trung tướng Phan Hữu Tuấn, cựu tổng cục phó Tổng cục Tình báo Bộ Công an thông báo công khai ngay sau đó cho báo chí. Cuối tháng 3 năm 2018, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế có Cục trưởng mới là ông Vũ Tuấn Cường thay cho ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường trước đó, kiêm luôn chức Cục trưởng Cục Quản lý Dược. Từ vài năm qua, và đặc biệt là trong năm 2017, Thứ trưởng Y tế Trương Quốc Cường có nhiều dấu hiệu dính trực tiếp đến đường dây nhập khẩu thuốc ung thư giả mà khiến cho nhiều bệnh nhân ung thư rước phải cái chết thứ hai. Rất nhiều dư luận đòi hỏi ông Cường phải từ chức và phải bị truy tố về vụ việc quá nhẫn tâm này. Một chi tiết đáng chú ý khác là trước khi được đề bạt lên cấp cao hơn ở Bộ Y tế, ông Vũ Tuấn Cường là Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh. Quảng Ninh lại là cái nôi cách mạng của nhân vật, hiện đang chấp nhiệm vai trò Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Tổ chức Trung ương ông Phạm Minh Chính. Nhưng bằng chứng hiển lộ nhất để cho thấy ông trọng có chống tham nhũng cả feta hay không là trường hợp bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn. Vào tháng 3 năm 2018, đã nổ ra vụ mobifone AVG đặc biệt liên đới trách nhiệm của Trương Minh Tuấn, nhân vật từng được ông trọng sủng ái và chỉ định kiêm phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương vào năm 2016, với bản kết luận thanh tra khá rõ ràng về mối liên đới của Trương Minh Tuấn khi ký phê duyệt chủ trương mua bán giữa MobiFone và AVG trách nhiệm hình sự của trương minh tuấn là rõ ràng không kém nhưng nếu trương minh tuấn được cho là hạ cánh an toàn trong vụ này ông trọng sẽ đương nhiên bị dư luận đánh giá là rất thiếu công tâm khi bao che cho phe ta mối họa cát cứ của phe ta ngoài tình trạng tham nhũng chất chồng như núi trong phe địch lẫn phe ta ở việt nam còn một nguồn cơn khác không kém nguy biến nguyễn phú trọng ngày càng lo lắng và tìm cách gia tăng cơ chế kiểm soát quyền lực đối với cả phe ta là nạn các cứ quyền lực. Từ cuối năm 2015, có nhiều dấu hiệu cho thấy thực trạng xứ quân và các cứ quyền lực địa phương đã trở thành mối lo sợ lớn nhất của đảng, chứ không chỉ là nạn tham nhũng hoành hành từ bắc chí nam, thế lực thù địch hay phong trào dân chủ nhân quyền trong nước. Vào năm 2016 và 2017, rộ lên phong trào đánh nhau lớn ở yên bái, thanh hóa, đà nẵng và đánh nhau nhỏ ở nhiều tỉnh thành khác. kể từ sau đại hội 12 đến nay bất chấp việc Tổng Bí thư Trọng đã phần nào chấn được cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phe cánh của ông này. Tình trạng cát cứ quyền lực và sứ quân địa phương không những không giảm mà còn tăng lên. Những bóng ma mới đang mau chóng thay thế những bóng ma cũ. Ở nhiều địa phương, mỗi bí thư tỉnh hay chủ tịch tỉnh hoặc là cả hai đã trở thành những ông vua không ngai. Khái niệm vua tập thể mà cựu chủ tịch quốc hội Nguyễn Văn An ví von trước đây 10 năm đã trở nên quá lạc hậu. Giờ đây, quyền hành và lợi ích nhóm không còn là đặc quyền của cấp bộ chính trị, mà còn ăn sâu xuống các ủy viên trung ương, là người đứng đầu tỉnh thành. Theo đả tiến công liên tục để thô tóm lẫn nhau giữa các nhóm quyền lực và lợi ích mới đối với các nhóm quyền lực và lợi ích cũ, cùng với náo trạng kiêu ngạo cộng sản thời kỳ cuối, dẫn đến nạn kiêu binh trở về thời phong kiến xã man, một tương lai rất có thể xảy đến là sẽ xuất hiện những lãnh chúa tham vọng và liều lĩnh nhất khi nghĩ đến tự trang bị cho địa phương mình một lực lượng vũ trang riêng, bao gồm vừa công an vừa quân đội. Vào năm 2017, hiện tượng một số trạm thu phí bút huy động lực lượng cảnh sát cơ động có cả súng ống như một cách khủng bố tinh thần lẫn chấn áp cánh lái xe phản đối tình trạng lạm thu là một minh họa điển hình cho những dấu hiệu bắt đầu manh nha lực lượng vũ trang riêng ở một số tỉnh thành, trong đó tiêu biểu là Đồng Nai của Phó Bí thư tỉnh ủy Phan Thị Mỹ Thanh trong bối cảnh hỗn tạp tranh giành ăn uống và phép vua thua lệ làng như thế chủ trương nhất thể hóa của ông trọng lại đang đi vào quỹ đạo thực hiện và nhiều nhân sự cao cấp đang nhấp nhổm để tranh đoạt chiếm ghế của nhau khung cảnh này khiến chẳng mấy chốc ông trọng sẽ phải chứng kiến đồng chí ưu tú mà ông đã luân chuyển và ưu ái cho nắm vai trò bí thư kiêm chủ tịch ủy ban nhân dân và có thể là cả chủ tịch hội đồng nhân dân bị biến thái và trở thành những lãnh chúa địa phương tạo ra một nhóm lợi ích riêng và tích tụ cả về quyền lực riêng để chỉ ngày trước ngày sau là sẽ quên phát cái đảng còn đảng còn mình cũng quên luôn cả ai đã bổ nhiệm họ theo một tư duy không thể thức thời hơn không phải đảng mà tiền mới mua được tất cả đó là lý do chắc chắn để cho không còn cách nào khác trong ít ra vài năm tới ông trọng phải xử cả phe ta nhằm kiểm soát quyền lực và củng cố chế độ trung ương tập quyền Người đất lò vĩ đại Nguyễn Phú Trọng đang bị hàng trăm người yêu cầu làm cương là người đầu tiên của Đảng Cộng sản công khai bản kê khai tài sản ngay trước ngày khai mạc Hội nghị Trung ương 7. Sau đây là lá thư yêu cầu công khai bản kê khai tài sản của Nguyễn Phú Trọng. Kính gửi Ngài Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam số 1 đường Hùng Vương, quận Ba Đình, Hà Nội. Kính thưa Ngài Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chúng tôi, những công dân ký tên dưới đây, Viết thư này gửi đến Ngài Tổng Bí thư với đôi lời trình bày như sau. Ngày 3 tháng 10 năm 2017, Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ban hành quyết định số 99 QDTU về việc phát huy vai trò của nhân dân. Trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa, điểm đặc biệt của quyết định 99 QDTU này là lần đầu tiên lãnh đạo Đảng yêu cầu phải công khai các bản kê khai tài sản của cán bộ, đảng viên các cấp các bản kê khai tài sản này theo quyết định 99 nói trên sẽ phải được công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử, niêm yết tại trụ sở cơ quan, đơn vị vân vân để giúp người dân có cơ sở thực hiện quyền giám sát, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng. Tuy nhiên tính tới nay đã hơn 7 tháng nhưng chỉ thị trên của ban bí thư vẫn chưa được thực hiện bằng chứng là vẫn chưa có bản kê khai tài sản nào của cấp lãnh đạo được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo chí, internet, cổng thông tin điện tử cả. Điều này không khỏi khiến dư luận băn khoăn, bởi lẽ các bản kê khai tài sản đã có sẵn trong hồ sơ cán bộ nên việc công khai lẽ ra là rất đơn giản, chẳng hề tốn nhiều thời gian đến thế. Việc chậm trễ thực thi quyết định 99 QDTU đang đặt số hỏi lớn về quyết tâm chống tham nhũng của ban lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam của toàn bộ hệ thống chính trị nhà nước. Đồng thời, việc chậm chế này rõ ràng là rào cản người dân trong việc giám sát, phát hiện và đấu tranh với các biểu hiện tham nhũng. Bên cạnh đó, hiện tượng này cũng đặt ra vấn đề là đang có sự đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, giấu giếm khuyết điểm, xa dân, sợ quần chúng và ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau. Trong số cán bộ nằm trong diện phải công khai tài sản, bởi vậy để nghị quyết của đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống mà cụ thể ở đây là quyết định số 99 qdtu phải được nghiêm túc thực thi chúng tôi đề nghị tổng bí thư hãy làm gương là người công khai bản kê khai tài sản của mình trên báo chí cổng thông tin điện tử và internet trước tiên việc làm này của tổng bí thư chắc chắn sẽ truyền cảm hứng sâu rộng trong toàn đảng và hệ thống chính trị dẫn đến việc công khai hàng loạt bản kê khai tài sản của các ủy viên bộ chính trị Ban Bí thư, Ban chấp hành Trung ương, các thành viên chính phủ, Quốc hội và Bí thư, Chủ tịch các tỉnh thành theo đúng nội dung và tinh thần của quyết định 99 quy đề để nhân dân, báo chí tham gia giám sát. Cán bộ cấp thấp hơn do đó cũng không thể viện dẫn lý do các lãnh đạo cao cấp chưa công khai để trì hoãn việc thực hiện yêu cầu của Ban Bí thư được. Điều này cũng hoàn toàn phù hợp với tinh thần chỉ đạo không có vùng cấm trong chống tham nhũng lâu nay của Tổng Bí thư trước người ta bảo chỉ đánh từ vai đánh xuống bây giờ thì ngay trên đầu làm mạnh hơn tức là trung ương còn nghiêm hơn cả địa phương rõ ràng đúng như lời tổng bí thư nói trung ương cần làm gương cho địa phương và người đứng đầu trung ương không ai khác chính là tổng bí thư đôi lời trình bày về đề nghị như trên mong sớm nhận được phản hồi nhất là khởi đầu bằng hành động công khai bản kê khai tài sản từ tổng bí thư để không phải băn khoăn về thực tâm chống tham nhũng của cá nhân tổng bí thư cũng như toàn thể ban chỉ huy trung ương đảng và toàn bộ hệ thống chính trị trân trọng và kính thư đồng ký tên một nguyễn trọng vĩnh nguyên ủy viên ban chấp hành trung ương đảng lao động việt nam nguyên đại sứ đặc mệnh toàn quyền việt nam tại trung quốc hai trần đức nguyên cựu tổ trưởng tư vấn của thủ tướng võ văn kiệt cựu trưởng ban nghiên cứu của thủ tướng phan văn khải hà nội ba đào công tiến phó giáo sư nguyên hiệu trưởng đại học kinh tế thành phố hồ chí minh 4. Nguyên Ngọc, Nhà Văn, Nhà Nghiên cứu Văn hóa Giáo dục Việt Nam, Hội An, Quảng Nam. 5. Nguyễn Khắc Mai, Nguyên Vụ trưởng Ban Sân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Minh Chết Việt Hà Nội. 6. Nguyễn Quang A, Tiến sĩ Khoa học, Viện trưởng Viện IDS Hà Nội. 7. Ngô Kim Hoa, Tức Sương Quỳnh, Nhà báo Tự do. Và còn nhiều giáo sư tiến sĩ khác đồng ký tên.